Hôm nay mình đang ở bên Yamaha Lê Văn Lương thì chủ của Yamaha cũng mặc cho mình mượn xe của bạn ấy. Chiếc cào cào, lần đầu tiên mình đi cào cào. Chiếc đầu tiên ấy nó quá thật cao ấy đây. Mọi người nhìn này, 1m7 mà mình đi giày nhá. Giày nó phải lên tầm nó khoảng 2 phân hơn 2 phân, nghĩa là 1m72 mà vẫn còn bị kiếm này. Mình nghe nó là con này rất là hôn. Rồi này Hà Nội đang giờ tan tầm hơi đông thì mình sẽ test thử nhé. Bây giờ sẽ cho mọi người nghe thử cô nhá. Con này nó là lượn được một ngày ấy trải nghiệm. Rồi ạ.